Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thân thích. Okay. Xin chào. Xin chào buổi sáng. Hôm nay là thứ sáu, ngày 15 tháng 5, ngày cuối tuần rồi. Vì vậy tôi nghĩ mọi người ở đây đều vui vẻ và tôi hy vọng mọi người, các bạn, các khán giả hôm nay cũng vui vẻ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ có một câu hỏi rất khó. Vì vậy, có lẽ tôi có thể phát video này và đây là một câu hỏi từ Romania. Hãy xem nào. Romania, tôi muốn đề cập đến một chủ đề liên quan đến sức khỏe, đó là về bệnh điếc và khiếm thị. Câu hỏi của tôi là hành động đã làm là gì, những hạt giống gì mà cá nhân gieo trồng để phục hồi thị giác và thính giác để giải quyết vấn đề nghiêm trọng có tác động mạnh vào đời sống anh ấy hoặc cô ấy. Cảm ơn, các bạn thật tuyệt vời. Wow! Bạn biết đấy, lý do tôi chọn câu hỏi này vì tôi không có câu trả lời cho câu hỏi này. Bởi vì tôi đã đến viện dưỡng lão trong nhiều năm qua và một trong những phụ nữ tôi đã thăm, cô ấy bị mù và cô ấy không thể nghe. Vì vậy, mỗi lần chúng tôi đến đó, nếu bất kỳ ai chạm vào cô ấy sẽ rất tức giận và cô ấy bắt đầu phàn nàn. Và cô ấy cũng không thể nói chuyện nên chúng tôi không thể hiểu cô ấy. Vì vậy, theo quan điểm thế giới quan của tôi, cô ấy rất đau khổ, nhưng không ai biết làm cách nào để giúp cô ấy. Vì vậy, những câu hỏi này từ Romania, anh ấy nói hạt giống nào chúng ta đã gieo trồng để có loại đau khổ này và làm cách nào chúng ta có thể giúp họ, làm cách nào chúng ta có thể thoát khỏi vấn đề này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, tôi cảm nhận dường như Penny cũng không có câu trả lời. Có lẽ chúng ta sẽ đi trực tiếp đến thầy Geshe Michael. Được rồi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hay. Bởi vì khi mọi người già đi như tôi, chúng tôi thích kể chuyện. Vì vậy, mẹ kế của tôi, bà ấy 94 tuổi. Và bà có một cuộc sống rất khác thường. Vì vậy, bà ấy, cả cuộc đời bà ấy đã thực hiện 4 bước, nhưng bà không biết về 4 bước. Vì vậy, tôi nghĩ một cách tự động, bà ấy có bản năng thực hiện 4 bước. Vì vậy, chẳng hạn bà ấy đã là giáo viên lớp 1, lớp cho những đứa trẻ 6-7 tuổi. Và bà ấy đã dạy họ môn toán cả đời. Bà ấy là một giáo viên của trường. Và ở Mỹ, đây là một trong những công việc được trả lương thấp nhất. Giáo viên của trường cho học sinh 6 hoặc 7 tuổi, họ không kiếm được tiền gì cả. Vì vậy, khi bà ấy nghỉ hưu, bà ấy đã không có nhiều tiền. Nhưng bà ấy đã quyết định bỏ ra một số tiền vào cổ phiếu. Và bà ấy đã rất rất hào phóng, mặc dù bà ấy không có nhiều tiền. Bà ấy đã rất rất hào phóng khi chia sẻ tiền với người khác. Và bà ấy luôn luôn giúp đỡ người khác bằng tiền. Và hơn thế nữa, bà ấy đã xem tờ báo và bà ấy thấy một công ty mới tên là Apple và cổ phiếu giống như $1 hoặc đại loại như thế. Và bà ấy đã mua rất nhiều, bạn biết đấy. Và tôi nghĩ vì hạt giống của bà ấy, giờ bà ấy là triệu phú. Bà ấy có một ngôi nhà lớn rất đẹp gần bãi biển ở California. Bạn có thể đi bộ từ nhà bà ấy đến bãi biển. Đó là một trong những bãi biển đẹp nhất trên thế giới. Và vì vậy, bà ấy có bản năng này. Vì vậy, tôi không biết. 5 năm trước, bà ấy đã có một số vấn đề về mắt. Và bà ấy đã đi tới bác sĩ. Và họ nói với bà ấy rằng, bạn bị bệnh, tiếng Anh được gọi là bệnh thoái hóa điểm vàng. Và mọi người bị nó khi họ 80 tuổi, 85 tuổi, và họ nói rằng bạn sẽ bị mù, bạn không có lựa chọn nào khác. Bạn biết đấy, không có cách chữa, sau này bạn sẽ bị mù. Vì vậy, bà ấy đã không hỏi tôi bất cứ điều gì. Bà ấy bắt đầu làm tình nguyện viên trong một tổ chức người mù ở California. Và mỗi tuần, một lần bà ấy đến đó trong 2 hoặc 3 giờ và bà ấy đọc sách cho những người mù và những việc tương tự như thế. Và một thời gian dài, nó đã giúp bà ấy không bị mù. Bạn biết đấy. Vì vậy, tôi nghĩ mặc dù chúng ta có thể mù, nếu chúng ta giúp những người mù hoặc điếc,
thì có thể ngăn chặn hạt giống này. Chúng ta có thể ngăn chặn hạt giống này. Có thể Penny và Wensha, các bạn có thể có ý tưởng nào về hạt giống ở nơi đầu tiên? Các bạn biết đấy, tại sao một số người bị mù? Wensha! Ồ, vâng. Ngay bây giờ tôi đang nghĩ, bởi vì tôi đang nghĩ nếu tôi sẽ bị mù hoặc bị điếc. Vì vậy tôi nghĩ nó bất tiện cho tôi, nó không thuận tiện. Vì vậy có lẽ tôi có thể, bởi vì tôi, có lẽ tôi đã làm một việc gì đó để ngăn chặn ai đó làm điều gì đó không thuận tiện cho họ. Bởi vì nếu tôi không thể thấy bất cứ điều gì, vậy thì tôi không thể làm việc được, phải không? Và có lẽ khi tôi lái xe, tôi cản những người khác một cách rất thô bạo. Tôi không giỏi về việc này. Tôi đã không chăm sóc những người khác. Vậy thì sau này, khi tôi sẽ bị mù, tôi cảm thấy rất không thuận tiện, quá bồn chồn về nó. Đây là hạt giống mà tôi đang nghĩ đến. Penny, được rồi, bạn nghĩ gì về điều này? Vâng, những gì tôi nghĩ là về giống như đôi mắt ở đây, nhưng nó kết nối với cơ thể của bạn. Nó giống như chúng ta đa dạng hóa con người, cộng đồng. Có lẽ có rất nhiều một cộng đồng, rất nhiều ý nghĩa trên thế giới. Nhưng khi chúng ta làm một điều gì đó để đa dạng hóa con người và sau đó chúng ta phá vỡ con người, chia cắt con người, vâng, và sau đó nó là một nguyên nhân gây ra vấn đề về mắt. Bởi vì mắt là chức năng mà nó không kết nối với não của bạn. Cho nên đó là lý do bạn không thể thấy bất cứ điều gì. Vì vậy tôi chỉ tưởng tượng, đoán như vậy. Nó có phải... Vậy câu trả lời cho thầy là gì, Geshe-la? Bởi vì đối với tôi... Vâng. Ừ, vì thế tôi đang nghĩ rất nhiều, bạn biết đấy. Các bạn đang ở Hồng Kông, tình hình của bạn được cải thiện. Ở Trung Quốc, tình hình virus đã được cải thiện bởi vì chính phủ của bạn. Chính phủ Trung Quốc, tôi tin rằng họ đã làm những hành động rất tốt để kiểm soát virus. Chính phủ của bạn có tổ chức hơn và chính phủ của tôi, thỉnh thoảng có một chút ít không được tổ chức rất tốt. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều vấn đề hơn ở đây. Chúng tôi có nhiều rắc rối hơn ở đây. Và tôi nghĩ điều gì đang xảy ra ở Mỹ? Ví dụ, nếu tôi đi đến cửa hàng, tôi đã đi đến cửa hàng ngày hôm qua và không có giấy vệ sinh ở bất cứ đâu, được chứ? Họ nói bây giờ ở Mỹ, giấy vệ sinh có giá trị hơn tiền giấy. Bạn biết đấy. Và vì vậy, tôi đang nghĩ, bạn biết đấy, mọi người bây giờ trong thời gian virus, nhiều người trở nên rất ích kỷ. Họ trở nên rất ích kỷ. Bạn biết đấy, họ nói bây giờ hãy nhìn xem, không có đủ giấy vệ sinh. Tháng tới tôi sẽ không có giấy vệ sinh cho gia đình tôi. Vì vậy, nếu họ thấy giấy vệ sinh trong cửa hàng, họ sẽ mua tất cả chúng. Bạn biết đấy. Họ sẽ mua như, tôi không biết, 50 cuộn giấy vệ sinh. Và họ sẽ không để lại gì cả cho người tiếp theo. Bạn thấy đấy. Và tôi nghĩ đây là một loại đuôi mù. Tôi nghĩ nếu chúng ta không hiểu biết mọi thứ đang đến từ đâu, và chúng ta không hiểu chúng ta sẽ có nhiều giấy vệ sinh hơn nếu chúng ta chia sẻ giấy vệ sinh của chúng ta. Bạn biết đấy. Vì vậy, ngày hôm qua, tôi đã có một ngày rất lớn tại cửa hàng. Tôi đã đi đến cửa hàng khác và họ có giấy vệ sinh. Lúc đó, sự đuôi mù bình thường, chính tôi, ý tưởng đuôi mù, đuôi của tôi, hãy để tôi lấy tất cả chúng, bạn biết đấy, hãy để tôi có được tất cả chúng. Xin lỗi, dừng. Tôi sẽ lấy tất cả chúng. Tôi đã mua tất cả chúng. Nhưng thật ra, nếu tôi nhìn thấy giấy vệ sinh, đó là bởi vì trong quá khứ tôi đã chia sẻ giấy vệ sinh của mình. Vì thế tôi nghĩ loại đuôi mù này, ngay bây giờ ở Mỹ, chúng ta có rất nhiều những hạt giống như vậy. Tôi nghĩ vậy thì nó có thể gọi là sự đuôi mù về thể chất. Tôi không nghĩ nó là một phép ẩn dụ. Tôi nghĩ nó là thật. Tôi nghĩ nếu chúng ta hành động mù quáng và chúng ta hành động ích kỷ, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến đôi mắt của chúng ta. Tôi nghĩ vậy. Bạn nghĩ gì, quan sát? Ngay lúc này, tôi đang nghĩ theo cách triết học. Vậy thật ra, trong cả cuộc đời chúng ta, tôi thật sự muốn nhìn thấy những thứ gì và tôi thật sự muốn nghe những từ nào mà cuối cùng sẽ giúp tôi.
words I really want to hear, which will help me eventually. Vì vậy tôi đang nghĩ, à, từ tôi đã nghe thậm chí cho cuộc đời 40 tuổi của tôi. Vậy giống như nếu tôi biết làm thế nào tôi có thể có được những thứ tôi muốn theo một cách tốt đẹp, một cách chân thật, điều đó sẽ rất tuyệt vời đối với tôi. Cho nên những thứ quý giá, những từ rất quý giá, tôi có đôi mắt, tôi có đôi tai để nghe, để nhìn thấy là trí tuệ. Vì vậy, nếu tôi không thể nhìn thấy nó, tôi không thể nghe nó. Vì vậy, có lẽ tôi đã làm điều gì đó trước đây để cản trở những người khác để có được trí tuệ. Vì vậy, tôi đang nghĩ những hạt giống là có thể chia sẻ trí tuệ, thậm chí chia sẻ những gì bạn biết, thậm chí chia sẻ những gì bạn đã học được chỉ cách đây vài ngày, và những gì là công nghệ mới nhất hoặc bất cứ điều gì bạn có thể chia sẻ với người khác. Cho nên nó không thành vấn đề trong tương lai, bạn vẫn, dù bạn bị mù hay điếc, bạn vẫn nghe, bạn vẫn có thể nhìn thấy những thứ rất quý giá. Đây là một điều gì đó đến từ những phương pháp triết học. Tuyệt. Vậy còn Penny thì sao? Tôi hiểu như thế, nó giống như sự trở ngại chính gây ra sự đuôi mù đó, hoặc chúng ta không thể nghe bởi vì sự ích kỷ, đúng không? Bởi vì chúng ta ích kỷ, chúng ta không muốn chia sẻ. Đó là lý do tại sao nó là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể nghe và không thể nhìn thấy. Vâng, vì vậy, nhưng bây giờ đến với một câu hỏi lớn, giống như giả sử rằng nó là thật, nếu nó là thật rằng sự đuôi mù về việc chia sẻ gây ra sự đuôi mù thật sự trong đôi mắt, làm thế nào chúng ta có thể giúp những người đó? Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người mù đó? Bạn biết đấy, chúng ta nên làm gì? Với tôi, chúng ta đang không bắt đầu đi vào hệ thống design, hệ thống hạt giống. Một trong những đồng nghiệp đang làm việc với tôi, cô ta đã có vấn đề về mắt. Khi đó, tôi không biết, nó giống như là trong buổi ăn trưa, chúng tôi đang chia sẻ chuyện gì đang xảy ra, những vấn đề là gì. Và khi đó, bất thình lình cô ấy chia sẻ với chúng tôi rằng, cô ấy có vấn đề về mắt, một con mắt, cô ấy không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Chúng tôi đã không biết điều đó, nhưng chúng tôi đã làm việc với nhau hơn một năm. Và một điều tôi đã khuyên cô ấy là hãy ủng hộ một tổ chức được gọi là Nhìn Xa Trông Rộng, một cái gì đó như thế, đang giúp đỡ trẻ con. Họ đã không có tiền và làm phẫu thuật mắt để giúp đỡ thấy ánh sáng, đúng không? Một cái gì đó như thế. Và sau đó, người đồng nghiệp của tôi mỗi tháng nên quyên góp để ủng hộ con gái cho những ca phẫu thuật miễn phí cho những người mà họ cần thực hiện phẫu thuật để giúp đỡ họ nhìn thấy ánh sáng. Vì thế, đó là những gì tôi nghĩ rằng làm cách nào thực sự để giúp đỡ họ là hãy dạy họ giúp đỡ những người khác. Không thành vấn đề là sự quyên góp, hoặc bạn sẽ đến để tình nguyện và khi đó gieo trồng hạt giống. Vâng, hay. Quán xá. Vâng, tôi đang nghĩ bởi vì tôi đã đi đến vị nhân lão, người phụ nữ thì mù và câm. Bà ấy rất đau khổ. Vì vậy, tôi nghĩ bước đầu tiên để giúp đỡ họ là làm họ cảm thấy ấm áp. Vì thế, chúng tôi đến đó và ôm bà ấy và nắm tay bà ấy. Và khi đó, bà ấy cảm thấy bình tĩnh. Và sau đó, mỗi tuần chúng tôi đi đến đó một cách kiên định. Ngay cả khi tôi không đi đến đó, bạn của tôi, họ sẽ đến đó để thăm bà ấy. Mỗi tuần bà ấy có vài sự mong chờ, được làm kinh ngạc và dần dần bà ấy mở lòng. Rồi chúng tôi có thể, bởi vì bà ấy bị mù và bà ấy không thể nghe, bà ấy không thể nói. Rất là khó để bạn biết đấy, cho chính bản thân bà ấy không thể, khó khăn để bà ấy gieo trồng hạt giống. Nhưng chúng tôi đi đến đó, và khi đó bắt đầu chăm sóc chúng tôi, và bà ấy bắt đầu chăm sóc chúng tôi và sử dụng đôi bàn tay của bà ấy để sờ chạm chúng tôi. Con ấy ngoan, con thật là tốt, một cái gì đó như thế. Khi đó tôi nghĩ bà ấy đang gieo trồng những hạt giống tốt, có lẽ trong tương lai. Tôi có một đề nghị rất thực tế mà tôi đã làm, mẹ biết đấy. Vì thế, tại những đất nước nghèo như là châu Phi, mọi người không có tiền để mua mắt kiến, bạn biết đấy. Họ không có đủ tiền để mua mắt kiến. Vì thế, tôi đã đi đến tất cả những người bạn của tôi. Tôi đã nói, bất kỳ ai có dư mắt kiến, bất kỳ loại gì, không thành vấn đề bất kỳ loại trồng nào, hãy cho tôi mắt kiến cũ của các bạn. Và chúng tôi đã thu lượm được 1.000 cặp mắt kiến trong vài ngày. Mọi người đều có dư mắt kiến trong nhà của họ, nơi họ có cái cũ hoặc là nó đã lỗi thời. Bây giờ nó không còn là mốt nữa. Vì vậy, chúng tôi đã thu lượm được 1.000 trong vài ngày và chúng tôi đã gửi chúng đi giống như châu Phi, bạn biết đấy.
Và bạn của tôi đã hỏi tôi, chờ đã, bạn không thể chỉ gửi mắt kính đến đó. Họ cần bác sĩ để kiểm tra mắt của họ và kê toa thuốc cho họ. Và người bạn khác của tôi đã nói, không, không, bạn không hiểu rằng tại những nước nghèo, người dân chỉ đi đến cửa hàng và họ mua mắt kính của người đã chết. Họ thử chúng, và nếu chúng hiệu quả, họ sẽ giữ chúng. Nếu chúng không hiệu quả, họ không mua chúng. Không có bác sĩ để kiểm tra mắt của họ. Họ chỉ đặt nó vào, và khi đó, vài người họ đặt chúng vào. Tôi đã thấy nó trong bức tranh từ châu Phi. Chúng được đặt vào hai cái, như thế này. Họ nói, ồ, bây giờ nó hiệu quả, được chứ? Vì thế, tôi nghĩ điều đó là một đề nghị rất thực tế đơn giản. Mỗi nước bạn có thể thu lượm một vài mắt kiến, những cái cũ và gửi chúng đến châu Phi. Nếu bạn không biết bất cứ ai để gửi nó, tôi có thể cho bạn vài địa chỉ tại châu Phi, những người nghèo mà cần mắt kiến. Đó là một đề nghị thực tế. Được rồi, như vậy, bởi vì thời gian có hạn, và đây là câu hỏi rất ý nghĩa cho mọi người. Tôi nghĩ khi chúng ta trở nên già hơn, chúng ta có điều này, vì vậy chúng ta mang băng. Vì thế, hãy tóm tắt lại từ Geshe Maiko. Thầy có thể cho chúng tôi, thầy đã cho chúng tôi những điều đó là những thứ rất thực tế. Đó là hãy thu lượm những mắt kiến cũ để giúp đỡ những người châu Phi. Vì vậy, chúng ta có một lời bình luận từ Geshe Maiko không? Bạn biết đấy, tôi thích ý tưởng dạy người khác chia sẻ. Bởi vì không chia sẻ, nó là một loại của sự đuôi mù. Vì thế, khi đó mắt của bạn sẽ trở nên tốt hơn, tôi nghĩ như vậy. Và bạn biết đấy, cách tốt nhất để dạy những người khác về việc chia sẻ, dĩ nhiên là chia sẻ chính bản thân bạn. Khi đó, những người khác sẽ nhìn thấy các bạn và họ sẽ bắt chước các bạn. Vì thế, đây là ý tưởng của DCI. Nếu bạn chia sẻ nhiều, thì đó là cách tốt nhất để dạy những người khác về việc chia sẻ. Vì vậy, trong trường hợp của tôi sẽ cho giấy vệ sinh cho những người khác. Wow, hay quá! Còn Penny từ Hồng Kông thì sao? Những gì là tóm tắt cho buổi nói chuyện hôm nay? Tôi nghĩ hôm nay tôi học rất nhiều. Vâng, hôm nay tôi học rất nhiều bởi vì hai điều. Điều một là về vài người, họ được sinh ra với vài sự rắc rối, một vấn đề trong cơ thể họ. Nhưng điều khác là tôi chỉ suy nghĩ về mẹ tôi bởi vì khi bà ấy trở nên già hơn và bà ấy cũng có sự rắc rối về mắt. Làm cách nào tôi có thể giúp đỡ bà ấy và dạy bà ấy, bạn biết đấy, vượt qua những vấn đề này. Vì thế, hôm nay tôi có được một giải pháp là hãy chia sẻ, đúng không? Vì vậy, đó là tại sao tôi sẽ yêu cầu bà ấy xem chương trình Big Tree buổi sáng cùng với tôi. Chỉ việc xem chương trình, thư giãn thôi, bạn biết đấy. Nó là thực tiễn. Mỗi ngày các bạn có thể xem một video và các bạn có thể biết chuyện gì đang diễn ra. Tại sao anh chàng này rất hạnh phúc và họ thành công. Vì vậy, tôi nghĩ cách thực tế của tôi cho hôm nay để giúp đỡ mẹ tôi, một số người mà tôi yêu thương để bắt đầu, bạn biết đấy, để trở thành người hạnh phúc hơn, thành công hơn. Vì vậy, họ có thể xem chương trình Big Tree buổi sáng. Đây là đề nghị của tôi cho hôm nay. Còn quán xa thì sao? Vâng, vâng. Tôi vẫn đang nghĩ như là tôi đã nói. Tôi chỉ biết tôi vẫn còn nghĩ một trong những điều tốt nhất tôi có thể nhìn thấy và những từ ngữ tốt nhất tôi có thể nghe là trí tuệ. Vì thế tôi đang nghĩ với tôi thích câu lạc bộ đọc sách. Vì thế có lẽ hai câu lạc bộ đọc sách nữa để chia sẻ tri thức có thể giúp tôi, giúp đôi mắt của tôi, giúp đôi tai của tôi. Đây là cách thực tế của tôi. Và cũng như tôi đã đề cập, những người mà có vấn đề này, họ đang rất đau khổ. Vì thế, chúng ta có lẽ chỉ cho họ tình thương và dành thời gian cho họ, năng lượng của chúng ta cho họ. Và khi đó xây dựng sự tự tin cho họ. Họ có thể đủ can đảm và đủ mạnh mẽ để bắt đầu gieo trồng hạt giống cho chính họ. Hay lắm, Quang Sa. Tôi có một bình luận nữa. Được thôi, Geshe Maiko. Tôi có người bạn từ Romania, anh ấy đã hỏi về hai điều. Anh ấy đã nói mắt sẽ bị mù, nhưng mà lỗ tai cũng sẽ bị điếc. Bây giờ hạt giống tốt nhất để gieo trồng để mà bạn không có vấn đề về lỗ tai là hãy chia sẻ danh sách âm nhạc của bạn với những người khác. Vì thế tôi rất vui để nói rằng nhiều người đã gửi danh sách của họ, danh sách Spotify. Nhiều người đã gửi danh sách cho Yến. Và tôi đã nghe chúng với Veronica, thỉnh thoảng cùng nhau, chúng tôi tận hưởng
Và sáng nay chúng tôi đã nghe cái này. Nó được gọi là Gieo trồng những hạt giống của tình yêu đi sai. Tên người là Jessica Meadow. Và tôi không biết bạn, tôi không nghĩ tôi đã từng gặp bạn, và tôi thậm chí không biết bạn đến từ đất nước nào. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng tôi thực sự đã tận hưởng danh sách nhạc của bạn. Nó rất rất hay, và tôi hy vọng mày sẽ gửi một bản nữa. Nó rất là hay. Vì thế, nếu mọi người muốn không có vấn đề về lỗ tai, xin vui lòng chia sẻ danh sách nhạc của bạn. Và đây là danh sách mà chúng tôi đã chọn cho tuần này. Và Jessica, cảm ơn rất nhiều vì đã gửi nó. Và tôi hy vọng bạn sẽ gửi một bản nữa. Và tôi hy vọng mọi người sẽ tận hưởng danh sách. Chúng tôi cũng đăng tải nó trên chương trình Big Tree buổi sáng trên Facebook và trên trang web. Hãy tận hưởng âm nhạc và vui lòng gửi âm nhạc của các bạn đến chương trình, được chứ? Đến chương trình Big Tree. Các bạn có thể đăng tải nó bất kỳ đâu bạn xem Big Tree và vui lòng gửi chúng tôi âm nhạc của bạn. Và chúng tôi thích chia sẻ nó với những người khác, được chứ? Và tôi muốn cảm ơn Wang Sao và Penny. Họ là hai trong số những người tổ chức tuyệt vời nhất tại Trung Quốc và hai trong số những người bạn tốt nhất của tôi. Và tôi hy vọng các bạn sẽ trở lại lần nữa. Chúng tôi thật sự tận hưởng có các bạn trên chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Gacy Michael. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. Chúng tôi trở lại chương trình vào thứ hai. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.